Hôm nay cái bài số 4 này tôi chỉ anh cái bài số 4. Từ 1 tới 3 tới 3 xong cái bài số 4 nó cũng ngắn thôi. Bài số 4 nó gọi là thục. Số 3 xong, khi bài số 3 anh xong thì số 4 cũng vậy, anh cũng đứng vậy. À, số 4 cũng số 4 cũng ra vậy. Nó cũng nhón chân nha. Đó. Nghe không? Mà nè cái bàn tay nó đang lại thúc một cái lên cái đầu thôi. Thúc một cái duỗi thẳng tay ra. Khi thục thì anh mới thở ra. Đó, chém xuống. Chân hở một lần. Thục ba lần. Hai lần. Lần ba nè, vẫn cái nhón chân nha. Ba lần. Lần thứ tư là anh hất lên. Bành nó ra. Cái chân vẫn nhón, thu vô vậy. Cái này thở không được thở sâu, cứ thở bình thường, ngồi xuống. Cái này là cắt ngô công, con cắt cái ngựa này. Đó, cứ nhồi nhồi. Rồi, làm lần nữa. Cắt ngô công, tức là khí công con cắt. Cái này là cái khí độc ở thận nó xì ra hết liền. Đó, ba lần. Xong đứng lại, nhón lại, thở đều rồi hết bài, đó, ngắn vậy, xỉa. Mỗi lần xỉa nhớ phải thở, khỉ mũi ra. Bà Linh bà không làm này chứ bà bị choáng, phải khỉ mạnh ra vậy để nó ra hết cái nước độc trong phổi. Ngón lên. Trời, cho tim đập đều. Cái này Phật uống nước. Xong đứng lên. Bái Phật. Xong thu công. Hai tay in. Thở đều. Khi tập xong là tim với mạch máu tập đều hết. Mạch cơ không có căng. Đứng im vậy mới xong. Chứ không có gồng. Anh, ví dụ là anh cúi xuống tới đây thì tới đây đừng bắt trước tôi. Dù tôi cúi tới đây rồi anh ráng là không được. Bà Linh bà thấy tôi làm bà bắt trước mà chịu sao nổi. Tôi tập lâu rồi, chị mới tập, ví dụ chị tới đây hiện nay thôi. Còn chị bắt chúng tôi thì xỉa tuốt ra là chết mẹ. Thấy không? Thì từ từ, tại vì ông thầy cho lẽ, ông chỉ phải có cái mẫu. Giống như đồ chữ A, đồ thật đẹp cho anh. Còn anh mới đoạn đồ chữ A, xấu chứ. Phải chịu, con nít như vậy anh đưa chữ A, con nít lệch lên lệch xuống trong bốn cái dòng. Lúc thì leo lên, lúc méo này, méo kia. Cả năm nó mới viết chữ A đẹp được. Thì anh tập với đầu anh được sao giống tôi được, giống tôi là cái chữ A, anh đồ là anh đồ theo tôi á, đồ tay mà bỏ tôi ra cái tay anh sai liền, anh không có clip tôi anh muốn bậy liền, em thấy ngó cả ngàn lần anh mới thuộc, thì giống con nít đồ nữa đó. Không có chữ A đồ đi, đồ ra chữ A rõ giống vậy anh thấy, ờ được chứ.